Xin chào mọi người. Mỗi sáng tôi đều dùng 4 cái bảo bối đi cùng tôi. Mỗi mùa ở mọi quốc gia đều có thể nuôi dưỡng tôi. Chống oxy hóa, chống lão hóa. Em bé đầu tiên yêu Sophie. Chất lỏng sửa chữa cơ hồi sinh. Thật sự làm cho làn da đó có cảm giác hồi sinh. Trên mặt như một cái bát để tinh chất hoặc kem dưỡng da mặt phía sau tôi. À, thâm nhập nhiều hơn, giảm cân sau 3 phút, để da nâng cao hơn, phúc lành mạnh hơn, kém mất đà năng lượng em bé thứ hai. Sớm muộn gì cũng sẽ làm mờ nếp nhăn, nâng lên và giảm ấn tượng phú mắt vào buổi sáng. Lại bảo bối tặng xương trắng đang thiết lập tinh chất. Rất thoải mái, có tác dụng dưỡng ẩm mà bất lợi. Kèm tinh chất là mới em bé thứ tư, thời tiết hơi khô, da nhất định phải sửa chữa thêm một chút. Ngoài ra còn có dưỡng ẩm để chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn, nếp khô. Điều quan trọng nhất là chống oxy hóa. Sau khi sơn xong bạn có thể mật sắc thêm một chút. Nhấn vào đây giống như đang làm spa, bạn có muốn thử không?